Australia tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chiều ngày 27 tháng 6, tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Người đứng đầu nhà nước chúc mừng Australia đã tổ chức bầu cử Quốc hội liên bang thành công và có chính phủ mới do Thủ tướng Anthony Albanese đứng đầu. Việt Nam luôn coi trọng, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với Australia, một đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương và đối tác chiến lược toàn diện của ASEAN, bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia thời gian qua, đặc biệt là việc trao đổi đoàn và tăng cường hợp tác kinh tế, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12,4 tỷ USD trong năm 2021, tăng 50% so với năm 2020. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, thương mại đầu tư, ODA, nhanh chóng khôi phục và đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương trong bối cảnh cả hai nước đã mở cửa trở lại. Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời bày tỏ cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sáng ngày 27 tháng 6, sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của Việt Nam để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới, chú trọng mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, giáo dục đào tạo. Bộ trưởng Penny Wong cũng nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước về việc tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt được sinh sống, học tập, lao động và hòa nhập tại cộng đồng sở tại, đóng góp tích cực cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhờ Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong chuyển lời mời toàn quyền Australia trở lại thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia. Thủ tướng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của nhân dân Việt Nam và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia, Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng kinh tế cao, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đời sống người dân được nâng cao. Người đứng đầu chính phủ đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia thời gian qua. Trao đổi đoàn và các tiếp xúc cấp cao vẫn được triển khai đều đặn. Kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD, đạt 12,4 tỷ USD trong năm 2021 và Việt Nam bắt đầu có đầu tư trực tiếp tại Australia. Hai nước đã thông qua chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia (EEES) và tuyên bố chung cam kết hành động thiết thực về khí hậu, thành lập Trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ký bản ghi nhớ về chương trình thị thực nông nghiệp cho phép lao động Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Australia. Thủ tướng đề nghị chính phủ mới của Australia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, nhất là về tăng cường trao đổi cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác, đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư trên cơ sở, tận dụng các lợi thế và tiềm năng của hai nước, trong đó có việc mở rộng thị trường do các hiệp định thương mại tự do mang lại, tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, kể cả các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam như hoa quả, tôm tươi. Thủ tướng cũng đề nghị Australia tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm như phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, công nghệ, khởi nghiệp, hạ tầng chiến lược. Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong ASEAN, khu vực và quốc tế, cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, hướng tới tầm cao mới. Bộ trưởng chúc mừng Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này. Trao đổi về tình hình khu vực, Bộ trưởng Penny Wong nhấn mạnh Australia coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa thiết lập với ASEAN, khẳng định Australia tiếp tục dành ưu tiên cho hợp tác với tiểu vùng Mekong. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời mời Thủ tướng Australia Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Trước đó vào sáng ngày 27 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 26 đến 28 tháng 6. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh bà Penny Wong đã chọn Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên tới thăm sau khi vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Chúc mừng Australia đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội Liên bang và thành lập chính phủ mới, triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19, mở cửa hoàn toàn để phục hồi, phát triển kinh tế. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của bà Penny Wong sẽ tạo những động lực mới, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia, hướng tới 50 năm kỷ niệm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023. Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia. Australia luôn coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực, cam kết chính phủ mới tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Trao đổi về quan hệ song phương, hai bộ trưởng cho rằng với việc Việt Nam và Australia đã mở cửa hoàn toàn, hai bên cần đẩy mạnh triển khai hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực bị tác động mạnh bởi đại dịch như du lịch, giáo dục, hợp tác lao động, đồng thời tăng cường các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 1973-2023. Hai bộ trưởng cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hợp tác mới, nhiều tiềm năng như biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững nhằm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Hai bộ trưởng cũng đã thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Australia chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN và đề nghị Australia tiếp tục có những đóng góp tích cực cho hợp tác ở khu vực trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Bộ trưởng Penny Wong khẳng định Australia coi trọng hợp tác với ASEAN và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển bền vững của khu vực tiểu vùng sông Mekong. Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Australia khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.